phim của Taylor Swift đứng đầu doanh thu các phòng vé tại Việt Nam ngay sau một ngày công chiếu. Taylor Swift, The Eras Tour mới công chiếu tới khán giả Việt Nam vào ngày 3 tháng 11. Sau một ngày công chiếu, bộ phim hiện đang đứng đầu doanh thu tại các phòng vé. Bộ phim tài liệu về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Taylor Swift, The Eras Tour mới công chiếu tới khán giả Việt Nam vào ngày 3 tháng 11. Thế nhưng chỉ sau một ngày công chiếu, bộ phim hiện đang đứng đầu doanh thu tại các phòng vé, theo số liệu của Box Office Việt Nam. Taylor Swift, The Eras Tour, những kỷ nguyên của Taylor Swift vượt mặt hai bộ phim Việt đang được công chiếu là Người Vợ Cuối Cùng và Đất Trừng Phương Nam. Bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi bộ phim ghi lại chuyến lưu diễn thành công nhất của nữ danh ca Mỹ. Taylor Swift, The Eras Tour là phim tài liệu về chuyến lưu diễn The Eras Tour đã đưa tên tuổi Taylor Swift từ công chúa nhạc đồng quê trở thành nữ hoàng nhạc pop. Đây cũng là chuyến lưu diễn thành công nhất trong lịch sử nhạc pop thế giới. Taylor Swift, The Eras Tour không phải là phim tài liệu đầu tiên của Taylor Swift. Trước đó cô đã ra mắt Miss American vào năm 2020. Các bộ phim xoay quanh chuyến lưu diễn Reputino và 1989 cũng lên sóng Netflix và Apple Music. Taylor Swift, The Eras Tour đã bắt đầu được công chiếu từ ngày 3 tháng 11 tại các cụm rạp ở Việt Nam để phục vụ người hâm mộ nữ ca sĩ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.